Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh tiếp tục đến với ngữ văn lớp 11, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, văn bản Chiếu Cầu Hiền, sách giáo khoa trang 76. Văn bản 1, Chiếu Cầu Hiền, hoặc là Cầu Hiền Chiếu, tác giả Ngô Thị Nhập. Trước khi đọc, có không ít câu chuyện thú vị về việc vua chúa hay lãnh đạo đất nước muốn chiêu mộ hiền tài ra gánh vác trọng trách quốc gia. Hãy chia sẻ một câu chuyện mà bạn biết. Trong công cuộc xây dựng đất nước, việc trọng dụng người tài có ý nghĩa như thế nào? Đọc văn bản. 1. Từng nghe nói rằng người hiền xuất hiện ở đời thì như ngôi sao sáng trên trời cao, sao sáng át trèo về ngôi bắc thần, người hiền át làm sứ giả cho thiên tử, như che mất ánh sáng. Nếu như che mất ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, có tài mà không được đời dùng, thì đó không phải là ý trời sinh ra người hiền vậy. Thẻ hướng dẫn đọc số 1, phần 1, nêu vấn đề gì? Chú thích chân trang, hiền, ở đây chỉ người có đức có tài. Thứ hai, bắc thần là sao bắt đầu tượng trưng cho ngôi vua. Hết chú thích chân trang, trang 76. 2. Trước đây, thời thế suy vi, Trung Châu gặp nhiều biến cố, kẻ sĩ về ẩn trong ngòi khe, trốn tránh việc đời, những bậc tinh anh trong triều đường phải kiêng dè không dám lên tiếng. Cũng có kẻ gõ mõ canh cửa, cũng có kẻ ra biển vào sông, chết đuối trên cạn, mà không biết dường như muốn lẩn tránh suốt đời. Thẻ hướng dẫn đọc, dự đoán việc nêu thực trạng trốn tránh việc đời của kẻ sĩ dẫn đến ý gì sẽ được trình bày ở phần 3. Hết thẻ hướng dẫn đọc. Này chấm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy có ai tìm đến. Hay chấm ít đức, không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát, chưa thể ra phụng sự vương hầu chăng? Bà, kìa như trời còn tăm tối, thì đấng quân tử phải trổ tài. Nay đương ở buổi đầu của nền đại định, công việc vừa mới mở ra, kỳ cương nơi triều chính còn nhiều khiếm khuyết. Công việc ngoài biên đương phải lo toan, dân còn nhọc mệt, chưa lại sức, mà đức hóa của chấm chưa kịp nhuần thấm khắp nơi. Chấm nơm nớp lo lắng, ngày một ngày hai vạn việc nảy sinh. Nghĩ cho kỹ thì thấy rằng, một cái cột không thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình. Suy đi tính lại, trong vòng trời này, cứ kép 10 nhà, phải có người trung thành, tín nghĩa. Huống nay trên giải đất văn hiến rộng lớn như thế này, há trong đó lại không có lấy một người tài danh nào ra phò giúp cho chính quyền buổi ban đầu của chấm hay sao? Thẻ hướng dẫn đọc, nhận xét về lý lẽ được sử dụng. Hết thẻ hướng dẫn đọc. 4. Chiếu này ban xuống, các bậc quan, viên, lớn, nhỏ, cùng với thứ dân trong họ, người nào có tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, cho phép được dâng sớ tâu bày sự việc. Lời nói nào có thể tròn dùng được thì cất nhắc, không kể thứ bỏ. Chỗ nào không dùng được thì gác lại. Không vì lời nói sơ suất vu khoát mà bắt tội. Còn người có nghề hay nghiệp giỏi, có thể cống hiến cho đời thì cho phép các quan văn, quan võ được tiến cử, nhưng vẫn dẫn vào đợi ra mắt tùy tài lục dụng, hoặc người nào từ trước đến nay tài năng còn bị che kín, chưa được người đời biết đến, thì cũng cho phép dâng sớ tự tiến cử, chớ hiềm vì mưu lợi mà phải bán ra. Thẻ hướng dẫn đọc cuối cùng ở trang 77. Giữa lý lẽ trình bày ở các phần trước với kế hoạch thực thi được nêu ở phần 4 có mối liên hệ như thế nào? Chú thích chân trang trang 77. 1. Trung Châu, tức là vùng đất trung tâm, thường được dùng với nghĩa chuyện chỉ đất nước hoặc triều đình. 2. Ở ẩn trong ngòi khe là nói về những người ở ẩn nơi hẻo lánh. 3. Kiêng dè không dám lên tiếng, ở đây ý nói các quan trong triều đều giữ mình không dám nói thẳng. 4. Gõ mõ canh cửa là chỉ người có chức vụ thấp. 5. Ra biển vào sông là chỉ các ẩn sĩ mỗi người đi một phương. 6. Chết đuối trên cạn, ý nói kẻ đi ở ẩn như người chết đuối trên cạn. 7. Lẩn tránh, ý nói kẻ đi ở ẩn. 8. Ghé chiếu, cách nói thể hiện sự khiêm tốn. 9. Thời đổ nát
là thời kỳ còn lộn xộn của một triều đại mới gây dựng. Hết chú thích trên trang trang 77. Này, trong khoảng trời đất, hiện tại còn ẩn nóng, trước đây thì nên như thế. Nay trời trong sáng, đất thanh bình, chính là lúc người hiền gặp hội gió mây. Những ai có tài, có đức, hãy cùng cố gắng lên, ghi tên tại triều đình, cùng nhau cung kính, cùng nhau hưởng phúc lành, tôn vinh. Vậy, bố cáo gần xa, để mọi người đều biết. Ngô Thị Nhậm, toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 2004. In trong Ngữ văn 11, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội 2010, trang 68 đến trang 70. Thanh Tùng, diễn đọc. Thẻ hướng dẫn đọc, ý nghĩa của lời khuyến dụ. Hết thẻ hướng dẫn đọc. Ngô Thị Nhậm sinh năm 1746, mất năm 1803, hiệu là Hy Doãn, người làng Tả Thanh Oai, tức là làng Tó, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Năm 1775 thì ông đỗ tiến sĩ, từng được Chúa Trịnh giao cho giữ chức đốc đồng trấn Kinh Bắc. Năm 1788, khi chế độ Lê Trịnh sụp đổ, Ngô Thị Nhậm theo phong trào Tây Sơn, được vua Quang Trung phong làm lại bộ Tả Thị Lang, sau thăng chức Bình Bộ Thượng Thư, thăng chức Bình Bộ Thượng Sư Thượng Thư. Ông là người có công lớn đối với triều đại Tây Sơn, thu phục nhiều cựu thần nhà Lê ra cộng tác với nhà Tây Sơn, hỗ trợ đắc lực cho cuộc tiến quân của vua Quang Trung ra Bắc đánh bại quân Thanh xâm lược, phụ trách việc bang giao với nhà Thanh, soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng cho triều đại Tây Sơn. Sau khi vua Quang Trung thiết lập triều đại mới, các sĩ phu Bắc Hà, những người vốn gắn bó với triều đại cũ Lê Trịnh, chưa thực sự đồng lòng ủng hộ, có nhiều người còn tỏ thái độ bất hợp tác. Trước tình hình đó, Quang Trung đã đưa ra chính sách thu phục nhân tâm, chiêu mộ hiền tài ra giúp vua xây dựng đất nước. Vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thị Nhậm thay mình viết chiếu cầu hiền vào khoảng năm 1788-1789, nhằm thuyết phục sĩ phu Bắc Hà, tức là các trí thức của triều đại cũ, ra làm việc cho triều đại Tây Sơn. Chú thích chân trang: 1. Vu Khoát nghĩa là viển vông, không thiết thực. 2. Lục Dụng là ghi lại tên tuổi để sử dụng. Hết chú thích chân trang trang 78. Hướng dẫn đọc: 1. Chiếu cầu hiền được ban bố với lý do và mục đích gì? 2. Văn bản hướng tới đối tượng nào trong xã hội lúc bấy giờ? Khi vâng mệnh vua, Quang Trung soạn chiếu này, Ngô Thị Nhậm đối diện với những khó khăn. Khi vâng mệnh vua Quang Trung để soạn chiếu này, thì Ngô Thị Nhậm đối diện với những khó khăn gì trong việc thuyết phục các đối tượng đó ra gánh vác việc nước? 3. Văn bản có mấy phần, phân tích mối quan hệ giữa nội dung phân tích mối quan hệ giữa nội dung các phần. 4. Nghệ thuật lập luận thể hiện như thế nào qua việc dùng lý lẽ và bằng chứng, phối hợp với các yếu tố biểu cảm, thuyết minh. 5. Theo bạn, điều gì tạo nên sức thuyết phục của chiếu cầu hiền? 6. Viết chiếu cầu hiền trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, tác giả đã gửi gắm khát vọng lớn lao nào đối với đất nước? Kết nối, đọc, viết. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ, nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.